Thưa quý vị, nhằm bắt kịp xu hướng đào tạo gắn liền với nhu cầu lao động của thời đại mới, kỳ tuyển sinh năm 2020 này thì nhiều ngành học mới được các trường ưu tiên tuyển sinh là những ngành đón đầu xu hướng công nghệ 4.0. Trong đó, một trong những ngành học thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp tuyển dụng và nhiều thí sinh đó là ngành khoa học dữ liệu. Trong nội dung đối thoại hướng nghiệp tuyển sinh và đào tạo ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị khán giả, quý phụ huynh và các em học sinh cùng theo dõi phần trao đổi với các quý vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Lê Hùng Tiến, trưởng khoa kỹ thuật trường Đại học Phan Lan. Xin kính chào quý vị phụ huynh, các em học sinh và quý vị xem đài. Và khách mời đặc biệt tiếp theo đó là thạc sĩ Đinh Nguyễn Anh Dũng, giám đốc khối phát triển phần mềm Fossil Group. Xin kính chào quý vị phụ huynh học sinh, các bạn xem đài. Và câu hỏi đầu tiên em xin phép được hỏi anh Đinh Nguyễn Anh Dũng. Thưa anh, từ năm 2012 thì tạp chí Harvard Business Review của Mỹ đã từng nhận định là khoa học dữ liệu là một ngành hấp dẫn nhất thế kỷ 21. Đúng không ạ? Ồ, cái này hoàn toàn đúng em. Tất nhiên. Vậy thì ở cương vị của anh là một vị lãnh đạo, là giám đốc khối phát triển phần mềm của Fossil Group, thì anh nhận định như thế nào về cái ngành khoa học dữ liệu hiện nay và cái nhu cầu hiện tại của thị trường luôn anh? Thì đây là một cái ngành hot on hot, tức là có thể nói rằng là bị săn lùng trên khắp tất cả các nẻo đường. Mà đặc biệt là trong với cái thời kỳ phát triển mà của những cái e-commerce, rồi những cái mảng mà kinh tế chia sẻ, tiền điện tử vân vân, thì tất cả những cái đó tổng hợp lại vô tình nó tạo thành một cái nhu cầu cực kỳ lớn trên cả khắp quốc tế. Như mọi người cũng biết rằng đó là Việt Nam mình là một trong những cái quốc gia outsourcing đang phát triển về mảng phần mềm rất là mạnh, cho nên rằng là cái nhu cầu đó rất là nóng và tất cả mọi người đều đang có thể tạm gọi rằng là săn lùng những cái nhân tài trong cái lĩnh vực này để phục vụ cho cái công cuộc phát triển những cái công nghệ của họ. Thật ra nói một câu khá là vui rằng là bên mình thường hay đặt ra một cái kế hoạch tuyển dụng hàng năm, gọi là headcount, lên kế hoạch headcount vân vân, nhưng mà chưa bao giờ đạt được hết á. Cho nên có thể trả lời vui rằng là mình không có cái giới hạn trong cái việc tuyển dụng, cho nên là cứ săn được bao nhiêu là mình nhận vào mình làm. Thậm chí là mình vừa mới săn xong cái bị người ta săn lại mất. Yeah. Cho nên rằng là tuyển coi như là vô hạn. Yeah. Có thể thấy thị trường lao động của cái ngành này rất là hot. Vậy thì xin phép được hỏi tiến sĩ Lê Hùng Tiến, trước một cái nhu cầu lớn như vậy thì các trường đại học ở Việt Nam, trong đó có trường Đại học Văn Lang của chúng ta, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào để xây dựng và triển khai đào tạo chuyên ngành này ạ? Đối với Đại học Văn Lang thì thấy được cái nhu cầu từ lâu và Văn Lang cũng có những cái bước chuẩn bị khá là chu đáo và cẩn thận trong chuyện này. Thì đối với Đại học Văn Lang thì một trong những cái chương trình mà hợp tác trên 10 năm là từ đối trường Đại học Carnegie Mellon mà Việt Nam gọi là CMU. Thì trong đó có một số cái ngành mà đã chuyển giao toàn bộ và kể cả là cử giảng viên sang Mỹ để đào tạo. Thì Văn Lang đã chuẩn bị cái chuyện này khá là chu đáo, và cái chuyện chúng tôi kết hợp giữa những cái chương trình được chuyển giao từ nước ngoài và kể cả những giảng viên rất là kinh nghiệm trong thực tế, để đảm bảo rằng sinh viên sau khi tốt nghiệp thì cũng có một cái việc làm tốt và đáp ứng được cũng như là đón đầu được cái nhu cầu tuyển dụng hiện nay. Vậy thì em hỏi thêm một câu với anh Dũng, có cái cách nào để chúng ta hình dung rõ nét về cái công việc hiện tại của cái ngành khoa học dữ liệu không anh? Fossil làm cái thiết bị đeo trên người mà sản phẩm chủ lực là đồng hồ. Đó đều ít nhiều nó liên quan đến việc mà mình phải hiểu được cái dữ liệu đến từ người dùng họ đưa cho mình như thế nào. Ở trong cái ngành mình ta gọi là data crunching á, là phải việc phải thường xuyên làm mà không bao giờ được dừng. Một ngày cái khối lượng dữ liệu mà Fossil thu thập từ end user có thể lên đến hàng terabyte. Tất nhiên rằng là cái ngành khoa học dữ liệu là một cái ngành cực lớn và bao phủ rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thì ở trong Fossil thì mình ứng dụng chủ yếu vào hai hướng. Một cái hướng nó gọi là data analysis để phục vụ cho một cái người ta gọi là business intelligence. Có nghĩa là mình cần rất là nhiều số liệu từ thị trường, từ cái hành vi của người dùng, để mình từ đó mình hình thành nên được một cái tri thức về cái chuyện là người dùng người ta sử dụng sản phẩm của mình như thế nào, để mình có thể mình tìm ra được cái hướng thiết kế sản phẩm tốt hơn. Cái mảng thứ hai cũng là một cái mảng lớn, có nghĩa là chúng ta phân tích dữ liệu để mà chúng ta tìm ra được tạm gọi là các cái tri thức. Ví dụ như là chúng ta dựa vào cái chuyển động của tay của người dùng, mình biết được rằng người ta có đang ngủ hay không, hay là người ta có đi bộ hay không, người ta đi bộ nhanh, người ta đi bộ chậm. Mình dựa vô nhịp tim của người đó, mình biết được rằng người ta vận động thể chất như thế nào. Thì cả hai mảng đó ở Fossil đều đang phát triển rất là mạnh và lúc nào cũng cần kỹ sư và cũng cần các cái yếu tố đột phá. Vậy thì xin phép được hỏi thầy, với kinh nghiệm đào tạo có ngành công nghệ và kỹ thuật hơn 25 năm vừa qua, cùng với nhu cầu thị trường rất là tiềm năng như anh Dũng có chia sẻ vừa rồi, thì trong năm nay trường Đại học Văn Lang đã bắt đầu đào tạo ngành khoa học dữ liệu. Vậy thì thưa tiến sĩ Lê Hùng Tiến, thầy có thể chia sẻ rõ hơn về chương trình đào tạo tại Đại học Văn Lang không ạ? Đối với Đại học Văn Lang, đặc biệt là cái khoa kỹ thuật,
thì trong một cái quá trình đào tạo như bạn nói đó, tức là 25 năm như vậy, thì Văn Lang luôn luôn phải có những cái bước đi và những cái mà yếu tố đào tạo nó khác biệt đối với thị trường. Cho nên ở Văn Lang thì cái ngành khoa học dữ liệu năm nay bắt đầu đào tạo, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cái chuyện là hầu như là cái năm thứ nhất ấy, thì ngoại ngữ thì phải giỏi, đặc biệt là đó, chúng tôi tập trung cho cái vụ tiếng Anh để các bạn có thể đọc, các bạn có thể nghe được tài liệu video, bài giảng vân 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 vân. Chúng tôi quyết định rằng sau một năm thì các bạn phải có thể tham gia thị trường lao động được. Đó là cái điểm mà khác biệt của Văn Lang. Còn đối với các cái cấp độ của từng năm một thì chúng tôi có phân biệt rất là rõ và định mục tiêu rất rõ là cái năm thứ nhất thì các bạn có thể là học một số môn cơ bản liên quan tới cái ngành của mình. Bạn có thể làm kỹ thuật viên, các bạn có thể học xác suất thống kê căn bản, các bạn học một số cái công cụ để khai thác dữ liệu. Nhưng tới năm thứ hai thì chúng tôi sẽ kết hợp với một số cái công cụ khác liên quan tới lập trình mà chúng tôi chuyển giao từ trường Đại học Carnegie Mellon của Mỹ, là cái trường mà đào tạo số 1 thế giới về công nghệ phần mềm. Và chương trình đó toàn bộ là Văn Lang đã được chuyển giao và được áp dụng trong chương trình. Cái năm tới năm thứ ba thì chúng tôi định vị rằng sinh viên phải nằm ở cấp độ là chuyên viên. Và các em sẽ trống hẳn một năm thứ tư, năm cuối để tham gia thị trường lao động, qua đó học kinh nghiệm. Như mà chúng tôi đã làm thường xuyên đối lại những cái ngành mà chúng tôi đã đào tạo 25 năm nay. Thì các bạn đó ở dạng là kỹ sư thập sự. Thì chúng tôi tin rằng đối với cái chuyện mà mấy em tham gia thị trường giống như vậy, cùng với kiến thức đã chuẩn bị, cùng với lại những kinh nghiệm thực tế của thị trường, thì rõ ràng là các em sẽ có một cái nền tảng rất là chắc. Và đó là cái điểm khác biệt của Đại học Văn Lang. Dạ, thì qua phần chia sẻ của thầy thì em có hai cái lưu ý cho các bạn, chắc là các bạn sẽ quan tâm rất là nhiều. Đó là cái tiêu chuẩn đầu vào để thi vào ngành này thì cái tiếng Anh có cái chuẩn nào không? Và cái thứ hai nữa là sau khi mà học cái ngành này rồi á, thì nhà trường có phối hợp cho các bạn để mà làm thế nào để hỗ trợ các bạn tốt nhất về việc đi thực tập cũng như thực hành về cái chuyên ngành của mình không? Chúng tôi vẫn hay nói với sinh viên rằng các bạn giỏi hay không là do trường đào tạo. Chúng tôi quan tâm là nếu các bạn tốt nghiệp phổ thông trung học, các bạn có đủ điểm theo quy định của bộ thì chúng tôi sẽ đào tạo các bạn theo cái cách đào tạo của Văn Lang từ trước đến giờ, tức là đôn y đóng dài. Chúng tôi sẽ làm thế nào để hỗ trợ các bạn nắm bắt được kiến thức không quá nặng nề về chuyện đó. Mặc dù về mặt chất lượng thì chúng tôi không hạ thấp cái chuẩn của chất lượng, nhưng mà các bạn vào đó tiếng Anh thì cũng do trường đào tạo. Giống như hiện nay chúng tôi đào tạo trong một số ngành của khoa kỹ thuật, các em đều phải viết và bảo vệ đề tài bằng tiếng Anh. Đó là một cái điểm mà tụi tôi thấy là khá mạnh. Điều nữa là ở cái năm thứ tư các bạn tham gia vào thị trường thì các bạn cũng có thể tham gia vào các cái cuộc thi của các gồ của các đơn vị lớn như là FPT, VNG hay là Viettel tổ chức. Thường thường trong các ngành của tụi tôi là tụi mời các cái chuyên gia thường xuyên, những người làm thực tế để mà trình bày với các em, để các em không bị bỡ ngỡ khi tham gia thị trường. Vậy thì còn những cái bạn trẻ mà khi mà học cái về IT á, nhiều khi các bạn thì bị chông chênh, không biết là mình sẽ học đúng là IT á, nhưng mình học cái nào cho nó chính xác và nó phù hợp. Bởi vì các bạn có sự nhầm lẫn về việc phân tích dữ liệu và khoa học dữ liệu, đúng không anh? Vậy thì ở góc độ của anh Dũng thì anh có cách nào giúp các bạn hình dung rõ nét hơn về cái định hướng để các bạn đi cho nó dễ không anh? Thì có thể tạm hiểu là nó có hai hướng lớn, là một là chúng ta sử dụng công cụ và chúng ta vận dụng công nghệ để chúng ta giải quyết cái bài toán ở cái mức độ là chúng ta hiểu về cái dữ liệu đó và chúng ta có một số cái nhìn hay hơn về cái dữ liệu bình thường. Đó là cái hướng đi theo về công nghệ. Còn cái hướng thứ hai thiên về nghiên cứu, thiên về làm những chuyện tạm gọi rằng là nó khó hơn về mặt hàn lâm á, thì là đi theo hướng data scientist thật sự. Thì cả hai hướng đó nó đều đòi hỏi những cái kỹ năng và những cái con người khác nhau. Và nếu như chúng ta thích về hướng nghiên cứu thì chúng ta sẽ cũng nên học chút công nghệ để mà chúng ta hiểu được cái cách chúng ta xào nấu dữ liệu như thế nào. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đầu tư nghiên cứu, học về hướng hàn lâm, chúng ta phải giỏi toán, chúng ta phải biết các phương pháp nghiên cứu, các phương pháp luận trong nghiên cứu như thế nào. Và tất nhiên những cái viết báo vân vân và vân vân. Còn khi chúng ta học về data engineer hoặc là data analysis thì chúng ta học rất nhiều về hướng các cách sử dụng các công cụ. Chúng ta phải rất là nhanh nhạy trong việc là nắm bắt những cái công cụ mới đi ra ở thị trường. Có thể nói rằng đó là gần như trong thời gian gần đây là cứ một năm là chúng ta có một công cụ mới. Và thậm chí là nói một thì nó hơi ít, tức là một đi, nghĩa là giống như là một tập hợp những công cụ mới mà cái này nó ra nó thay thế cái kia. Cho nên là bản thân cái người ở trong cái hướng mà data engineer thì họ phải rất là nhanh nhạy, nắm bắt về công nghệ, hiểu được bản chất của công nghệ để mà có thể làm chủ được và biết chọn cái nào tốt nhất cho mình. Vậy thì bên cạnh những kiến thức chuyên ngành là mình không có bàn rồi, tại vì ở bên trường đào tạo thì chắc chắn là như thầy có chia sẻ là các thầy cô rất là nhiệt huyết và các bạn cũng có môi trường để các bạn thực hành và các bạn thử nghiệm. Vậy thì chúng ta phải cần, ngoài cái
kiến thức về chuyên ngành, chúng ta phải cần phát triển thêm những cái kỹ năng nào thầy, để mình học thêm kỹ năng nào để mình phát triển chuyên sâu hơn cho cái công việc mà các bạn đang mong muốn, cụ thể là khoa học dữ liệu. Khi người Mỹ họ dạy sinh viên thì họ nói như thế này nè, cuộc sống là thành công chứ không phải là chiến thắng. Yeah. Mà thành công tức là đạt được điều mình muốn. Thì đối với lại cái trường Đại học Văn Lang nói chung và cái khoa kỹ thuật nói riêng, ngành khoa học dữ liệu cũng vậy, thì tức là chúng ta sẽ có hai cái góc độ về mặt kỹ thuật. Thì tức là các bạn đó sẽ phải học các cái môn liên quan tới cái ngành của mình. Ví dụ như là liên quan tới tư duy phản biện, liên quan tới toán xác suất thống kê, liên quan tới các cái công cụ và các cái mô hình, các giải thuật vân vân để sử dụng, giống như anh Dũng nói, tức là ở chỗ là nếu mà chúng ta sử dụng giống như là khai thác để sử dụng dữ liệu thôi, thì cái cấp độ đó là chúng ta có thể sử dụng một số công cụ, hay là chúng ta học ở cấp độ mà chúng ta thành data engineer. Còn nếu ở cấp độ đào tạo mà những thuật toán chuyên sâu thì các bạn này phải để sẽ trở thành là data scientist, tức là những nhà khoa học. Nhưng mà đối với trường Đại học Văn Lang thì sinh viên sẽ được học những cái khóa học mà các bạn sẽ mang ở cái góc độ là bạn sẽ phải học về cách đàm phán như thế nào. Bởi vì người ta nói là bốn yếu tố của thành công: thứ nhất là chuyên môn anh phải giỏi, điều thứ hai là khả năng ngoại giao và đàm phán giỏi, và thứ ba nữa là cái cách mà bạn phối hợp với những người khác, tức là phải có cái cộng đồng trong đó. Thì cái sinh viên của Văn Lang là như vậy. Và cái thứ tư tức là may mắn, bốn yếu tố đó cộng với lại yếu tố về mặt chuyên môn kỹ thuật thì nó sẽ tạo ra một cái nhà khoa học dữ liệu, một cái người làm chuyên môn giỏi và cũng có khả năng làm việc với những người khác. Vậy thì ở bên trường Đại học Văn Lang của mình đó thầy, mình ngoài việc đào tạo về kiến thức chuyên ngành và những cái môn học kỹ năng như thầy có góp ý, thì mình có những cái câu lạc bộ hay là có những cái đội nhóm nào để giúp các bạn hoàn thiện thêm về những cái kiến thức mà các bạn mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn không? Ở đối với Văn Lang thì rất là nhiều câu lạc bộ đội nhóm. Nói chung là các hoạt động đó nhiều khi các bạn trẻ sinh viên ở đó không đủ sức để mà tham gia tất cả các hoạt động đó. Yeah. Có câu lạc bộ tiếng Anh cũng có, rồi cái những cái câu lạc bộ gì liên quan về thiết kế, rồi câu lạc bộ ba lô xanh, rất nhiều cái hoạt động đó. Tôi nghĩ là chắc cũng phải vài chục cái câu lạc bộ đội nhóm. Yeah. Và nếu mà các bạn vào đó thì chúng tôi vẫn hay nói là bạn không phải học ở Văn Lang không, mà bạn sẽ phải sống với Văn Lang. Yeah. Ngành này là một ngành mới tại Văn Lang, mới tổ chức tuyển sinh thôi. Vậy thì xin phép thầy có thể chia sẻ thêm những cái phương thức mà mình sẽ tuyển sinh về cái ngành này như thế nào? Tức là Văn Lang hiện nay vẫn đối với ngành này vẫn có ba cái phương thức tuyển sinh. Một là các bạn sử dụng cái điểm tốt nghiệp phổ thông trung học. Đó. Thứ hai nữa là cái điểm xét học bạ. Và cái điểm thứ ba là điểm thi năng lực của Đại học Quốc gia. Như vậy thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì sau khi mà có kết quả tốt nghiệp phổ thông trung học rồi thì bạn có thể nộp hồ sơ trong đợt bổ sung từ ngày 9 tháng 9 cho đến ngày 18 tháng 9 2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn về cái phương thức mà sử dụng học bạ thì các bạn có thể nộp trực tiếp tại Đại học Văn Lang tới ngày 30 tháng 8. Các bạn sử dụng điểm năng lực quốc gia cũng được, thì các bạn có thể nộp ở Văn Lang để vào cái ngành khoa học dữ liệu. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 9 tháng 8, cũng là ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Thì nhân đây có các quý vị khách mời, thì không biết là quý vị khách mời có những lời chia sẻ, động viên nào cho các bạn thí sinh đang tiếp tục thi và giữ vững được tinh thần của mình để đạt được mục tiêu các bạn mong muốn không? Đứng ở góc độ doanh nghiệp á, thì mình có một lời khuyên chung với các bạn á, là cứ bình tĩnh, thoải mái. Rủi mà chúng ta có thất bại trong kỳ thi này thì chúng ta còn có N kỳ thi trước, mặc dù nó cũng trễ một năm nhưng mà thật ra không sao cả. Tuổi đời trong cái công nghệ nó còn rất dài, không có gì phải cảm thấy rằng là giận dữ chính mình hoặc là buông bỏ khi mà chúng ta rủi mà có trượt chân trong lần đầu. Vậy thì cứ tự tin lên và tự nhiên chiến thắng sẽ tới thôi. Tôi tin rằng đối với các em hiện nay điều kiện phương tiện học đầy đủ thì tôi tin rằng 100% gần như vậy là các em sẽ vượt qua cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Và rất là hy vọng là đón các em đến với lại cái ngành khoa học dữ liệu tại Đại học Văn Lang, nơi mà các em có thể được đào tạo không phải về chuyên môn mà còn về chuyện lối sống và nhân cách nữa. Dạ. Cảm ơn hai vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay đã có những lời chia sẻ rất là hay về ngành khoa học dữ liệu, và bên cạnh đó có những lời động viên cho các bạn sĩ tử đang tham dự kỳ thi quan trọng sắp tới. Và một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, còn ngay bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của tạp chí Giáo dục Vững bước tương lai.